À, bông sáo vũ chào anh chị em mình. Thì hôm nay là đầu tháng 10. Thì mình quay vòng vòng một số cây linh sam ở vườn. Mà trả lời một số câu hỏi mà một số câu hỏi đơn giản ha. Một số câu hỏi đơn giản mà anh chị em mình thường quan tâm với cái dòng linh sam nói riêng và cây kiểng nói chung. Chẳng hạn như là linh sam tưới cái phân gì mà nó sung tốt, rồi tưới phân gì để ra hoa và cây, cái dòng nào là bông thơm, những cái câu hỏi mà gần đây mà anh chị em mình quan tâm. Rồi cây nào mà thơm nhất, bông nào đẹp nhất, vân vân anh chị em mình. Thì đây là câu hỏi chung ha. Câu hỏi chung mà mình cũng xin trả lời chung luôn. Đây là cái video mà chia sẻ cái thực chứ không phải là video bán hàng, cho nên là để sinh động trong cái việc mà trả lời câu hỏi, rồi mình vừa quay cái cây đó, mình tư vấn luôn. Thì câu hỏi mà bữa nay cái anh khách đó, anh hỏi, nhưng mà qua cái lời nhắn tin á thì mình nói mình không biết. Thì thật ra là biết chứ không phải là không biết bà con mình, nhưng mà khách hỏi là dòng linh sam nào thơm nhất, rồi đẹp nhất, cái gì cũng nhất hết trơn á, cho nên mình nói là mình không biết thì nó cũng không có sai, nhưng mà mình nói không biết cũng không biết sao nói, cho nên là mình chia sẻ cái video mà top những 10 linh sam trên thị trường á, thì mình nói rõ về cái từng dòng cho bà con mình. Không biết là cái anh khách đó có coi hay không, nhưng mà cái đó là một cái video chia sẻ đặc tính từng loại cây. Còn bông thơm á, thì cái mùi linh sam là chỉ có mùi thơm nhẹ thôi bà con mình ha, mùi thơm nhẹ thôi, cũng như là mùi hoa chiếu thủy hay là mùi linh sam 86 nó cũng thơm, rồi mùi siêu bông cũng thơm, rồi mùi linh sam hồng cũng thơm, nhưng mà đó là mùi thơm nhẹ thôi. Linh sam kim sung hinh như cái cây này đây cũng thơm ha. Thì nếu mà bà con mình quan tâm đến cái mùi thơm quá thì chắc cũng không chơi dòng linh sam được, tại vì đó là mùi thơm nhẹ. Đây cái dòng siêu hoa nè, đây đây là linh sam siêu hoa, thì đó là mùi thơm nhẹ ha. Em xin nhắc lại, nếu bà con mình quan tâm tới cái mùi thơm thì nó không đáng để cho bà con mình quan tâm ha, đó là mùi thơm nhẹ. Chẳng hạn như là linh sam hồng, em xin nhắc lại nha, linh sam hồng siêu bông là hai cái dòng đó là có mùi thơm, mùi thơm nhẹ. Rồi kế đó là 86, nói chung là linh sam nào cũng có mùi mùi thơm, mà mùi thơm nhẹ. Còn mùi thơm nhất á, thì mình không có đánh giá cao cái dòng nào hết. Còn nói về dòng đẹp, dòng đẹp thì tùy theo anh chị em mình thích. Ví dụ như đây là cái cây đao điểm, thì bà con mình quan trọng là lá của nó ha, còn không không quan trọng về cách tạo hình nha. Thí dụ như cái tạo hình như thế này đây thì siêu bông cũng tạo hình được. Cây kim sung hinh nè, đây đây giữa hai dòng là khác nhau nha. Cây kim sung hinh cũng tạo hình được và 86 cũng tạo hình được, cho nên là về cái tạo hình thì dòng linh sam nào cũng tạo hình đẹp hết. Còn vấn đề sở thích thì anh chị em mình thích cái dòng nào là dòng đó đẹp. Em khó mà nói cái dòng nào riêng bản thân, thì mình thích nhất là dòng siêu bông. Rồi kế đến là hàng kim sung hinh mình cũng thích, rồi đao điểm mình cũng thích, 86 mình cũng thích. 86 đây, 86 đây. Ha. Nè. 86 là bà con mình chơi mini đẹp không? Đó. Em nói là 86 đẹp nè. Kim sơ hinh đây là cây này cũng đẹp, rồi đao điểm cũng đẹp, rồi siêu bông mình càng thích nữa. Cho nên là nếu mà tư vấn anh chị em mình nhắn tin rồi em không thể nào mà trả lời cho bà con mình được chính xác.
Tại cái này là cái sở thích rồi. Đó là nãy giờ mình trả lời được hai câu hỏi ha. Câu hỏi thứ nhất là cái dòng hoa linh sam nào đẹp, cây nào chơi đẹp và bông thơm thì nó thơm, nó không có đá, nó thơm nhẹ thôi, nó chung chung không bà con mình. Rồi cái dòng hoa nó hơi gói ha, cái đó là phân. Thì phân thì bữa nay có anh Vũ ở Cà Mau anh có mua cây của em, thì cũng lần này cũng 3 lần rồi. Thì anh có hỏi em ơi giờ dùng phân hữu cơ loại nào, thì mình cũng tư vấn nhanh là trên thị trường thì có 2 loại, loại viên, tức là viên nén, hoặc là loại nước. Thì anh vậy là anh biết rồi. Cũng có nhiều anh chị em mình mà chưa có chuyên á, thì hữu cơ thì nó có nhiều dạng hữu cơ lắm, nhưng mà tốt nhất là hữu cơ mà người ta tạo sẵn nha. Còn phân mà hữu cơ như gia súc gia cầm thì không nên xài, đặc biệt là tông tông chậu như thế này đây, thì anh chị em mình không nên xài phân bò, phân heo, phân dê hay là phân gì hết ha. Không xài, chỉ xài những phân chế biến sẵn. Lý do là những cái phân mà gia súc gia cầm thì phải quay một bà con mình, cho nên là bà con mình không nên xài những cái loại phân gia súc gia cầm. Bên em chỉ cao lắm nếu muốn xài xài phân dơi, tức là có con bay ở trên trời á, cái con mà con dơi bắt muỗi á, con dơi xẻ, dơi ăn trái cây á, nhiều loại dơi lắm. Thì mình pha loãng, mình tưới những cái cây thuần như vậy nè, mà lâu rồi em không có xài nhưng mà vẫn xài được. Phân đó cũng khoảng 70-80 ngàn một ký, nó rất là mắc tiền đó. Còn trong quá trình nuôi thì không không chỉ xài phân hữu cơ không, thì bà con mình phải xài phân hóa học. Phân hóa học thì anh chị em mình phải pha loãng mà tưới mình đang nói về những cái cây thuần như vậy nha. Pha loãng tưới và cho ăn nhiều lần, thí dụ như anh chị em mình 10 ngày cho ăn lần, 15 ngày cho ăn lần. Pha loãng, có thể là pha vừa hữu cơ vừa hóa học mình tưới vô cũng tốt ha. Và thường thường thì tên các loại thuốc thì đối với cái loại thuốc mà lưu dẫn, đối với lúc thuốc xịt đó, thì người ta cũng khuyến cáo là 10 đến 15 ngày, còn không lưu dẫn thì 7 đến 10 ngày. Anh chị em mình bận quá thì 15-20 ngày mình tưới phân nó cũng không sao. Cây kiểng nó nên khi mà nó già đủ tuổi thành thục quá thì anh chị em mình không có cần phải mau lớn quá. Lớn quá ví dụ đối với cái cây mà con mình sửa xong nó xiết dây hoài thì nó mình làm cũng không kịp đối với vườn lớn nha em. Cho nên là phân thuốc thì nó cũng hạn chế lại. Nói tóm lại là nếu mà anh chị em mình nuôi kiểng ở hộ gia đình thì từ 10 đến 15 ngày bà con mình cho ăn phân lần ha. Hữu cơ cũng được, hóa học cũng được, nếu mà không chuyên nghiệp thì nên xài hữu cơ, còn hóa học thì nên pha loãng, dễ thôi. Số bạn nói là càng nhiều càng tốt, thì xin thưa là những cái cây mà tông chậu gì bà con mình mà cho ăn, ví dụ như bây giờ mình ngày mình cho ăn, mình một ngày mình sáng trưa chiều, cao lắm là tối, ngày mình ăn 3 lần 4 lần, đối với những người tu hành thì người ta ăn ngọ, người ta ăn có 1 lần. Còn đối với cây thì không thể áp dụng như con tăng được, mà con mình cho ăn lần cái no luôn. Ví dụ như thay vì 1 lần nó 1 muỗng cà phê pha với cái thùng 20 lít mà con mình thái 1 nắm, mà con mình quậy tưới nó rất là đậm đặc, thì cái cây nó sẽ ngộ độc hữu cơ rồi, nó không có tiêu hủy hết. Mà không tiêu hủy hết thì nó có hàm lượng, nó bị hao về kinh tế, rồi có khi nó bị dư, rồi thối rễ, chết rễ vân vân ha. Cho nên là cái chuyện mà phân thuốc không thể nào mà nhắn tin mà mình trả lời cho bạn được. Mà nếu mà nhắn tin trả lời một người như vậy thì không thể nào mà nhắn tin trả lời nhiều nhiều người được. Cho nên là nếu anh chị em mình quan tâm đến vấn đề mà cây của mình, thì anh chị em mình nên, một là mình gọi trực tiếp cho em,
hai là xem video, chỉ có cách đó thôi anh chị em mình, còn không thể nào mà mình nhắn tin tất cả các loại kỹ thuật mà bên cây nó cần phải có kinh nghiệm nhà vườn, tức là cái kinh nghiệm nhà vườn, thí dụ như kinh nghiệm trồng cây ăn trái, kinh nghiệm nuôi cây căn bản đó. Mà cái kinh nghiệm thì nó không phải một ngày một buổi mà bà con và anh chị mình học được, phải trả cái giá. Thí dụ như mình nuôi cây, ví dụ cây này lần trước em có, xin lỗi anh chị em mình là đã lâu rồi mình cũng không có chia sẻ kỹ thuật, tại trong vấn đề chia sẻ kỹ thuật nó có nhiều nhiều vấn đề lắm. Thì cây xanh này thì lúc trước em có đưa lên và em trực tiếp em sửa luôn á, thì cho bà con và anh chị coi, thì cây này nó vàng lá, lý do nó bị úng, chất trồng lâu quá mình không thay nè, cái dĩa này mỏng lét ha. Thì tuy nhiên đó là để tránh cái tình trạng nuôi cây không tốt thì anh chị em mình không nên thay chất trồng cũ. Thí dụ như chất trồng gì, bã sơ dừa người ta nó bị mục rồi, lâu năm nó không còn giữ phân được, thì cái chất trồng nó không tốt. Mà anh chị em mình tái tạo lại khi mà chất trồng bỏ rồi, anh chị mình lụm rồi anh chị mình trồng lại. Có rất nhiều nhà vườn mới mới chơi á, bắt đầu lụm những cái chất trồng cũ, nó làm chất trồng mà quay mục, nhưng thực ra là những chất trồng đó không có khả năng giữ phân. Khả năng giữ phân là như thế nào? Khi mà bà con mình tưới một cái lượng lượng phân hữu cơ hay là phân hóa học nào đó vô, thì trong cái chất trồng nó có keo đất, có khả năng giữ phân giữ nước, thì nhả ra từ từ cái cây nó hút xong nó mới chuyển quá dinh dưỡng lên nuôi cây. Nó là cái phần cao cấp bà con mình. Một vấn đề mà khi mà mình chia sẻ cái thực nó khó ở chỗ đó, khi mà mình nói cái trình độ cao quá thì nhiều khi anh chị em mình không có căn bản làm vườn, anh chị em mình nghe không hiểu, nói sao đơn giản quá. Thì vấn đề như vậy là không nên sử dụng chất trồng cũ, vừa bị nấm bệnh lây giữa cái chất giữa của cái chất trồng cũ ha, rồi không giữ phân giữ nước. Rồi có những người nữa, chất trồng ngoài cũ ra thì mình tham khảo, thì cái bạn ở gần nhà luôn là lấy phân phân con dê là cái con ăn su đũa đó, bắt đầu trộn trộn với chất trồng, mình cắt như những cái cây linh sam mà những cây gì mới thay chậu, cắt trộn phân bò vô rồi phân dơi vô, hữu cơ nhiều quá vô thì cái cây nó sẽ bị chết. Tại vì cái cây mà mới cắt rễ rồi mình trộn phân này phân kia vô rồi nó không hấp thụ được. Mà cái chuyện tư vấn thì không phải, tức là trong kênh mình chia sẻ cái thực thì mình muốn nói thì được, nhưng mà lỡ nhà người ta làm sai thì không phải ai mình cũng 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 nói được. Nhiều khi có một số nhà vườn người ta không có chấp nhận được cái chuyện chia sẻ cái thực, đó là cái tùy duyên ha. Nhiều khi mình nói đúng nó cũng thành sai, tại vì trong cái nghề cây kiểng này nó có sự cố chấp, mà con mình ai cũng nghĩ mình đúng hết, cho nên là nó cần sự trải nghiệm. Một khi mà người ta hỏi mình, à Vũ ơi Vũ thấy cái này được không, thì mình chia sẻ thì được, còn tự nhiên mình nói thì nó sẽ không hay. Nó có một cái đó, ví dụ như mình nhà vườn người ta đang làm gì, cái mình kêu mình chỉ người ta, nó tùy theo cái mức độ thân thiết giữa mình với nhà vườn nữa. Hoặc là người ta tìm mình người ta hỏi thì nó dễ, còn tự nhiên mình chỉ thì đặt để dân vấn đề nào đó thì rất là khó. Cho nên là em thường xuyên mà mình nói anh chị em mình chịu khó coi cái video bên em, ví dụ mình cho có một cái album mà chia sẻ cái thực tầm kiển á, mà con mình coi video đó rồi mình không hiểu chỗ nào mình hỏi chỗ nấy, thì vấn đề là như vậy. Đây cây mai mai gò công nè ha. Thì hôm nay mình cũng định là thay chất trồng lại, nhưng mà nó giờ nó hiện đang sung tốt. Rồi cây linh sam này hôm nay chưa có tỉa, nay nó tùm lum nữa nè, 86 nè. Thì có một chị chỉ mua linh sam 86 bên em mà để trong mát cái thời gian dài, bắt đầu nó bỏ chia cành. Còn một câu hỏi bữa nay nữa thì cái bạn nó hỏi cái lô này,
cái lô mà mình tỉa cái lô này nè. Thì bạn hỏi là cái cây này già chưa? Già chưa? Cái cây nó già chưa rồi nuôi lâu chưa? Thì mình cũng khó trả lời tại vì trong video bán hàng á, thì mình đã nói trong đó nhiều nhiều trong đây thì khách hàng muốn hiểu thì khách hàng phải coi. Ví dụ như mình lên cái lô ớt 23 này, 23, 25 này thì bữa nay đâu bán đâu khoảng 4 cây á. Thì chi tiết là đã có nói trong đây rồi. Còn già là bao nhiêu mới gọi là già? Thí dụ như cái cây này nó phân làm hai loại ha. Tuổi nghệ thuật và tuổi thực tế. Thì tuổi nghệ thuật cái cây này nó khoảng 2 năm trở lại, tức là chia cành nó. Còn tuổi thực tế của cái cây này thì tuổi cây thì nó khoảng tuổi thực tế vừa cây vừa chi thì nó khoảng 3 năm. 3 năm trở lên. Đó. Còn mức mức độ mà già già thì quan niệm của bạn thì ví dụ như 10 năm là già hay là 5 năm là già thì cái đó cũng cũng không khó mà đánh giá được anh chị em mình chỉ nói là cái cây này tuổi cây bao nhiêu thôi. Nó còn chi già thì anh chị em mình tự quyết định ha. Cũng có bạn hỏi là à Vũ ơi bây giờ Linh Sam em nhiều không? Thì mình nói là mình có tới mấy chục nghìn cây. Thì bao nhiêu mới gọi là nhiều? Thì mấy chục nghìn cây là bao gồm cây giống luôn mà con mình. Cây phôi nó cũng có mấy ngàn rồi. Đó, cho nên là bao nhiêu mới gọi là nhiều thì cái đó là khó nói ha. Tùy theo cái nhu cầu của mình. Và khi mua bán á, thì anh chị em mình cứ nhớ mã số thôi. Cái dòng Linh Sam á, thì cái dòng lá nhỏ này á, thì nó cũng không có quá khó nuôi. Đó, nhưng mà em ở đây không có hàng gạo Tân Phú nè, 86 nuôi. Nay nó tùm lum đó, ngày mai mình sẽ tỉa những cái cây này rồi mình có thể mình đăng lên mình giao lưu. Thì siêu bông nè anh chị em mình, đây siêu bông. Siêu bông thì rồi cũng có đưa lên mấy cây mà bông nguyên cái vườn phô của mình á. Nó thì để những cái câu hỏi căn bản sơ đẳng như vậy thì mình tư vấn như vậy thôi. Còn cái thời lượng mà cái video thì mình gói gọn trong khoảng 20 phút trở lại thôi ha. 20 phút trở lại thôi. Đây bên mình cũng có những cái mà lan hồ điệp nè anh chị em mình. Thì nói về cây Linh Sam hay là cây kiểng mà nói chung á thì mình có cái kinh nghiệm làm vườn, tức là cái kinh nghiệm căn bản. Thí dụ như em bắt đầu em trồng lan thì ở đây em không có đi học nuôi lan của ai hết. Tại vì ở vùng Chợ Lách này á, thì nói về cái vườn bán lan hồ điệp nó không có. Cái vườn bán lan hồ điệp không có luôn, không có lan nuôi lan thần như vậy nè anh chị em mình. Nếu mà mình nói mình đưa đưa cái nghề mà lên thì cũng kỳ ha. Tức là đây những cây lan này là mình nuôi mua ở Đà Lạt đem về và bắt đầu vô chậu vô thang nè bà con mình, và để ngoài mưa ngoài nắng mình nuôi ha. Và bông nó cũng như vậy nè. Nó cho nên là khi mà anh chị mình có căn bản mà cây lan hồ điệp này rất là khó nha, khó hơn nhiều so với nuôi cây Linh Sam. Đó, nuôi như vậy nè, rễ tự nhiên rễ nó ra nè bà con mình. Nếu mà anh chị mình ở coi có số bà con mình ở Lâm Đồng hay Đà Lạt mà có coi video của em á, thì biết là khi mà cây lan hồ điệp mà nuôi nuôi không phải trong nhà kính, nuôi ngoài mưa ngoài nắng, mưa này còn giọt mưa luôn nè, mà nuôi đạt được như vậy á, giò bông nó khoảng 20-30 bông nè, thì anh chị em mình biết là em là cái tay ngang mà em nuôi nè, thấy không? Đó cái dòng mà lan hồ điệp mà rễ nó ra nè. Cho nên là ha. Đây. Cái lan điệp nè. Đây là cây thuần. Nó cho nên là khi mà cái kinh nghiệm làm vườn á thì anh chị em mình phải xuyên xuyên và tìm hiểu thêm ha. Coi coi video này kia thêm. Có thất bại mới có thành công ha. Rồi cảm ơn anh chị em mình. Thì cuối lời chúc anh chị em mình nuôi một cái cây bonsai
được ưng ý mình. Nếu mà mình mới biết chơi thì mình lựa những cái cây mà rẻ rẻ tiền thôi để mình mua mình trải nghiệm, cái đó là cái cách là chính xác nhất đó. Quá trời luôn. À, cái lan hồng điệp rồi.